Chia tay Huỳnh Anh, Hoàng Anh vẫn ngồi cùng bàn, nhưng thái độ trên gương mặt thì không ai tin nổi. Sau khi chia tay, Hoàng Anh và Huỳnh Anh lại có thể thản nhiên ngồi cùng một bàn đã sốc, thái độ của họ càng choáng hơn. Những ngày qua, thông tin cặp đôi Hoàng Anh và Huỳnh Anh đường ai nấy đi sau hơn 3 năm mặn nồng khiến các fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối, bởi cả hai là một trong những cặp đôi đẹp mà fan mong sớm về một nhà nhất nhì showbiz. Được biết ở thời điểm hiện tại, dù đã chia tay, nhưng Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn là những người bạn tốt, vẫn có thể gặp gỡ, xem phim, ăn uống như những người bạn bình thường với nhau. Tuy nhiên mới đây trong một bữa tiệc, những hình ảnh chụp lén của cặp đôi này khiến những ai yêu quý họ không khỏi nức lòng. Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn ngồi sát nhau cùng một bàn, thậm chí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Huỳnh Anh còn ghé tai cô bạn gái cũ hết sức tình tứ và thân mật. Đáp lại bạn trai cũ, Hoàng Anh cũng nhẹ nhàng cười nói và nhìn Huỳnh Anh bằng đôi mắt trìu mến, đầy ấp tình cảm. Nhìn khoảnh khắc ngọt ngào này, chắc chắn nếu ai không đọc báo mấy ngày vừa qua, sẽ tuyệt đối không biết được cặp đôi đã chia tay 4 tháng nay. Hoàng Anh và Huỳnh Anh trong bữa tiệc, cặp đôi tay trong tay đến sự kiện. Hoàng Anh được Huỳnh Anh hộ tống về chỗ ngồi, trò chuyện thân thiết, ánh mắt trìu mến mà Huỳnh Anh dành cho Hoàng Anh khiến các fan lại dậy sóng. Đám cưới chục tỷ xa hoa nhất nhì showbiz Việt của Sang Lê và đại gia Mía Đường, hơn 800 khách mời choáng ngợp trước sự chịu chơi của cặp đôi. Vừa qua, người đẹp được yêu thích nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 Sang Lê đã tổ chức tiệc cưới với danh nhân Việt Anh. Hơn người đẹp Phú Yên 16 tuổi, Việt Anh là mối tình đầu của Sang Lê. Anh từng du học tại Anh Quốc, hiện giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty kinh doanh Mía Đường. Mẹ chú rể cũng là một doanh nhân lão làng trong ngành mía đường Việt Nam. Ngay trong lần đầu gặp gỡ qua sự giới thiệu của một người bạn, chú rể Việt Anh đã khẳng định em chắc chắn sẽ là vợ của anh, khiến cô dâu rất bất ngờ. Sau một thời gian dài hẹn hò, câu nói tưởng như đùa đó đã trở thành hiện thực. Sang Lê chia sẻ, mọi thứ có thể sắp đặt nhưng tình yêu thì không. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được người đàn ông yêu và trân trọng mình. Anh ấy đã cho tôi cảm giác bình yên và ngôi nhà ấm cúng cùng căn bếp nhỏ. Ngày vui của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở Sài Gòn, với ý tưởng từ khu vườn địa đàng trong thần thoại Hy Lạp. Không gian buổi lễ được chia thành 3 khu vực nói tiếp: khu đón khách, khu chụp ảnh lưu niệm và phòng tiệc chính. Hơn 40.000 bông hoa tươi được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan và các nước châu Âu, trong đó có 3.000 bông hồng biên O'Hara Hà Lan, 20.000 bông hồng Pastel, hoa baby trắng, mẫu đơn biên, hồ điệp trắng và hơn 15.000 đóa hoa cẩm tú cầu cùng các loại hoa lá nhập khẩu khác. Khu vực chụp hình lưu niệm là một vườn hoa rủ khổng lồ choáng ngợp. Các loại hoa sử dụng trong đám cưới được tuyển chọn kỹ càng, có kích thước lớn nhất, độ nở hoàn hảo nhất và màu sắc hài hòa nhất. Hàng trăm dải pha lê được trao xuống từ trần, mang đến không gian những tưởng chỉ có trong truyện cổ tích. Hơn 800 khách mời được Việt Anh và Lê Sang chu đáo chuẩn bị vé máy bay và ở khách sạn 5 sao trong 3 ngày. Trong bữa tiệc, mỗi vị khách được thưởng thức một menu riêng, có các món sơn hào hải vị với chi phí hơn 3 triệu đồng một người. Sân khấu ấn tượng với 4 chú ngựa được điêu khắc tinh xảo với kích thước lên tới 3 mét, trải dài trên sân khấu 19 mét, tổng chi phí cho đám cưới lên đến 10 tỷ đồng, trong đó chi phí trang trí khoảng 8 tỷ đồng, tiệc mời khách hơn 2 tỷ đồng, chưa kể tiền đi lại ăn ở của 800 khách, chi phí âm thanh ánh sáng. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn biểu diễn của doanh nhân Việt Anh với ca khúc Điều gì đó dành tặng vợ. Đây là ca khúc gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của cặp đôi. Đám cưới của người đẹp Sang Lê và doanh nhân Việt Anh được đánh giá là một trong những đám cưới xa hoa nhất showbiz Việt. Vợ diễn viên Nguyễn Hoàng ôm con bỏ đi khi chồng bệnh nặng thoi thóp những ngày cuối đời. Mặc dù sắp rời xa cuộc đời này, nhưng diễn viên Nguyễn Hoàng vẫn mong vợ con anh về để gặp mặt lần cuối. Diễn viên Nguyễn Hoàng từng có một gia đình đẹp như mơ, cùng người vợ kém 23 tuổi và cậu con trai khôi ngô. Khi anh bị tai biến, người vợ đã cùng gia đình đưa anh vào viện chăm sóc và chữa trị, những tưởng anh sẽ khỏe mạnh trở lại và có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, khi anh bệnh ngày càng nặng hơn thì không hiểu vì sao người vợ đã ôm con bỏ đi biệt tích. Diễn viên Nguyễn Hoàng được người thân chăm sóc.
Được biết trước đây vợ Nguyễn Hoàng là chị Trúc từng mở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập cho chồng chữa bệnh và nuôi con. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, chị đã đóng quán cửa cà phê và rời đi nơi khác sống. Chị Trúc từng được khen ngợi là người vợ tàu khang của diễn viên Nguyễn Hoàng. Những ngày giữa tháng 5 2017, khi Nguyễn Hoàng đang phải chống chọi với bệnh tử thần, vượt qua cơn thập tử nhất sinh tại bệnh viện vì bị viêm phổi, thì bạn bè đồng nghiệp thân thiết của anh phải thúc giục, khuyên răn mãi chị Trúc mới đưa con về gặp anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chị Trúc từng được mọi người khen ngợi là người vợ tàu khang, đã tận tụy chăm sóc chồng khi bệnh nặng. Nhưng giờ đây, người thân và đồng nghiệp lại ngán ngẩm trong cách cư xử của chị. Chẳng biết lý do vì sao chị rời đi, nhưng ai cũng mong muốn chị Trúc cho con ở bên cạnh chồng những ngày cuối đời. Bởi bệnh tình của diễn viên Nguyễn Hoàng ngày càng nặng hơn, bác sĩ phải lắc đầu trả về vì không còn khả năng chữa trị, sự sống chỉ còn được tính bằng ngày. Nhìn diễn viên Nguyễn Hoàng nằm trên giường, đang thoi thóp từng nhịp thở, như cố giành lấy sự sống đầy chật vật từ tay tử thần, bạn bè người thân ai cũng nghẹn ngào. Diễn viên Lê Tuấn Anh cùng một số người bạn mới đây vào Long An thăm Nguyễn Hoàng chia sẻ, trước ngọn đèn dầu cạn, nghẹn và không biết nói gì. Ngoài ra, người thân của anh cũng cho biết thêm, nếu Nguyễn Hoàng ra đi, gia đình sẽ thực hiện nghi thức tại một nhà tang lễ gần đây và sẽ không có chấp điếu vì không muốn nam diễn viên mắc nợ ai khi về cõi Vĩnh Hằng. Sau đó, gia đình sẽ đưa Nguyễn Hoàng về nằm cạnh ba như đúng tâm nguyện của anh. Ca sĩ top của Big Bang bị truy tố vì dùng cần sa, vết nhơ khó xóa. Theo văn phòng công tố viên Seoul, top 29 tuổi, thành viên của nhóm nhạc K-pop đình đám Big Bang đã bị truy tố vì hồi hút cần sa dính vào vòng lao lý. Có lẽ chặng đường âm nhạc vinh quang của top bắt đầu khép lại. Theo văn phòng công tố viên Seoul, Hàn Quốc, top bị tình nghi hút chất cấm 4 lần cùng với một nữ ca sĩ trẻ tại nhà riêng của mình hồi tháng 10, 2016. Loại chất kích thích mà top từng sử dụng là cần sa dạng lỏng. Không đủ dũng cảm để trực tiếp xin lỗi. Ban đầu, top đã phủ nhận việc hút cần sa, nhưng sau khi cảnh sát cho nam ca sĩ này xem kết quả xét nghiệm là dương tính với ma túy, top đã thay đổi thái độ và thừa nhận việc sử dụng bất hợp pháp loại chất gây nghiện này. Top đã phải tiến hành xét nghiệm ma túy từ hồi tháng 3. Top bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một đơn vị thuộc cảnh sát quốc gia Seoul từ ngày 9 tháng 2. Sau khi bị cảnh sát triệu tập để tiến hành thẩm vấn, top đã trở lại đơn vị và vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động luyện tập, song không rời khỏi phòng và chỉ ăn mì cốc. Biết được thông tin này, nhiều người hâm mộ top thấy xót xa dù thần tượng của mình đang phạm tội. Tuy nhiên, có nhiều người khác phản ứng dữ dội và cho rằng cấp trên của top đang quá nuông chiều một kẻ đang có tội. Được ưu ái quá, quân nhân không được phép ăn trong phòng, không được dùng mì thay cơm, các bữa ăn phải đúng giờ và đúng nơi quy định. Đây là đi lính nghĩa vụ hay nghỉ dưỡng, một cư dân mạng viết. Sau khi bê bối ma túy của top bị lộ tẩy, các thành viên của Big Bang và công ty quản lý nhóm nhạc đang chật vật để củng cố danh tiếng đã bị hoang ố của nhóm nhạc. Cổ phiếu của Big Bang đã bị sụt giá. Thêm nữa, hình ảnh của top đã bị xóa trong ảnh quảng cáo thương hiệu nước giải khát ở Trung Quốc. Đồng thời, sự hiện diện của ca sĩ rap này trong chương trình I Fly Alone cũng bị xóa bỏ. Bản thân top cũng đã viết thư tay xin lỗi những người hâm mộ và thú nhận không đủ dũng cảm để đứng cúi đầu trước công chúng. Bức thư này đã được công ty quản lý của Big Bang là YG Entertainment công bố hôm ngày 4 tháng 6. Trước hết, tôi xin thành thật xin lỗi tới mọi người đã gây nên thất vọng lớn. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi không thể xuất hiện trước mọi người để xin lỗi. Tôi không biện hộ và xứng đáng bị trừng phạt. Top viết, tôi cảm thấy ân hận và sợ hãi khi đã để lại một vết sẹo không thể xóa mờ trong trái tim các bạn, trong đó có các thành viên Big Bang, công ty quản lý, bạn bè và gia đình. Tôi sẽ không ngừng suy nghĩ về việc làm sai trái của mình. Một lần nữa tôi xin lỗi khi không thể hiện diện trước mọi người để nói lời xin lỗi, anh cho biết thêm. Lá thư xin lỗi của top phần nào thể hiện sự ăn năn của ca sĩ. Nhưng liệu top có đủ nghị lực phấn đấu để có thể trở lại con đường vinh quang mà anh đã dày công gây dựng? Con đường vinh quang đã lùi xa. Top tên thật là Cho Sinh Hun, anh là ca sĩ rap, nhà soạn nhạc ca khúc, diễn viên kim nhà sản xuất thu âm trong làng giải trí xứ Kim Chi. Top nổi danh từ giữa năm 2000 và là một trong hai ca sĩ rap của nhóm nhạc Big Bang, thuộc sự quản lý của công ty YG Entertainment.
Big Bang đã trở thành một trong những nhóm nhạc ăn khách nhất mọi thời đại ở châu Á, đồng thời là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi phát hành nhiều album cùng Big Bang, Top mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất, từng thủ diễn chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Hồi năm 2010, trong thời gian nhóm nhạc tạm ngưng hoạt động, Top và G-Dragon đã tạo thành một bộ đôi để thu âm và phát hành album G-Day và Top. Thêm nữa, Top đã phát hành hai đĩa đơn kỹ thuật số trên It Up 2010 và Dum Dada 2013 với vai trò ca sĩ solo. Hai đĩa đơn này lần lượt lọt vào vị trí thứ 2 và thứ 4 trong bảng xếp hạng Gaon. Được biết, Top là người cực kỳ cầu toàn và kỹ tính trong công việc. Anh thường biên tập phần ca từ trong các ca khúc của mình tới hơn 100 lần và lấy cảm hứng từ những gì không nói, từ những gì đẹp đẽ trong cuộc sống hơn là từ con người. Vậy mà trong cuộc sống, Top lại buông thả mình để chạy theo những thói ăn chơi được cho là sành điệu của giới trẻ. Anh đã tự đánh mất đi chân dung của một nghệ sĩ tài năng, dễ thương, để thế vào đó là hình ảnh một người nghiện ngập.